thể hướng dẫn cho các kênh em nhé. Tiếp tục em lên cho các bác một bộ dàn mini. Đấy, bộ này để các bác có thể là kê phòng khách, phòng ngủ rất là tiện. Đấy, và phục vụ cho những bác mà thích kê phòng ngủ. À, phòng ngủ thì các bác ngại cái việc gọi là xuống khỏi giường để ra tắt máy đúng không ạ? Ok, em sẽ có kèm theo khiển cho các bác luôn. Các bác chỉ việc ngồi trên giường và các bác ấn nút đỏ này là dàn sẽ tự động tắt. Quá tiện. Các bác thích to đúng không ạ? Không cần phải chạy tới nơi, bạn volume lên làm gì? À, ngồi tại chỗ cho em, cho nhỏ là được. Ok chưa? Quá xịn sò luôn. Với mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 3,2 triệu thì là các bác đã có ngay một bộ dàn này, bao gồm cả khiển. Khiển đi theo dàn luôn. Đấy. Thông thường với cái giá 3,2 là các bác chỉ có mỗi bộ dàn không thôi, chưa có khiển. Nhưng với ngày hôm nay, các bác có thêm cả gì ạ? Khiển. Rất tiện cho những bác nào mà thích kê phòng ngủ. Không cần phải di chuyển ra làm gì, mình ấn một ngồi một chỗ có thể chuyển được, rất là tiện. Về hình thức thì có nhìn qua này, đấy, đây là hình thức nhá. Ở đây em đang phối giữa con M3 và con loa đời cao M55 cùng ở đời M, nhưng mà loa cao một chút. Con này các bác có thể kết nối smartphone này, máy tính này thông qua đường AV. Một đầu AV, đầu đây đầu AV, đầu con này là 3.5. Ngoài ra các bác có thêm một cổng quang. Đây chính là cổng quang. Đấy, quang này để các bác kết nối smart TV. Đấy, còn bác nào thích cần thêm tiếng trầm thì cắm vào đây. Sub. Đấy, công suất của loa là 50 và của cục của đây là 55. Trở kháng tuần trước là 6 ohm. Loa ở đây được trang bị bát, ở đây là bát 13 các nhá. Bát 10 nếu mà đo đúng tiêu chuẩn là bát 15. Còn nếu mà đo về gân, đo cái gân không ấy, thì nó là 13. Màng carbon. Test thì nó là dòng nó lụa rất là mềm. Đấy, bộ này các bác nghe nhạc bolero thì cũng phải nói là đỉnh của đỉnh luôn các bác. Không có từ gì để mà chê được. Con này thì ngoài cái chế độ chỉnh đầu vào, các bác có thêm cả chế độ này. Đây chế độ chỉnh bát tép này, bát này, quang bát từ âm 10 tới dương 10, quang tép cũng vậy. Đấy. Và các bác có thêm một chế độ nữa, đó là chế độ SBD, chính là chế độ nhiều bát là ít bát này, đưa về on là nhiều, off là ít. Đấy. Các bác nhấn vào đây, sau đây chỉnh ở đây, xong. Con này phần CD em thử ở đây thì nó vẫn chạy nhá. Có CD này, đấy, điện thoại này, máy tính này, quang này, kết nối smart TV, quá tiện. Tuy nhiên thì cái CD này thì em gọi là test thêm cho vui nhá. Đấy, không mỏi mà tỏi những cái phần CD, tại vì là về nhiều bác là cứ toàn dùng đĩa cũ đĩa bóc xong đưa vào test. Thế lúc mà không lên là bảo em là sao em ơi, anh test nó vấp thế mà anh em ở đây em test ngon thế mà anh về anh test nó vấp thế. Đấy, lúc em hỏi là các bác về mà dùng đĩa như nào thì có phải là dùng đĩa cũ thì thôi, em xin lỗi là không cái mắt nào nó chạy được đâu. Thế nên là các bác làm đã không dùng thôi, dùng nổi dùng đĩa xịn nhá. Thì còn về các bạn muốn nó lâu nó bền thì nhớ cho em là dùng đĩa xịn. Cứ đĩa F1, F2 mà chơi, đĩa 800-900 nghìn. Đấy, là tuyệt vời luôn. Đấy. Khiển này. Đấy. Tắt bật này, rất là tiện. Đó. Chỉ cần một chạm thôi là các bác đã xong rồi. To nhỏ này. Sao người nào mang đi câu chia lìa rồi quên đi nhớ câu thề.
tiện các bạn, bật tắt rồi chỉnh chế độ bát tép ở trên khiển luôn này. Đấy, chuyển các chế độ đầu vào này. OPT nó cổng quang, nếu bác nào thích nghe quang thì chuyển về cổng quang. Đấy, sau đó có mở TV lên thì khi TV lên rồi thì đường quang nó sẽ có tín hiệu và nó sẽ lên nhạc. Đấy. Rất là tiện. Còn nếu không thích nghe quang thì có thể chuyển về chế độ khác thông qua khiển này. Rất là xịn. Một chương trình thu thanh đặc biệt. Giá có 3.2 triệu là bao gồm cả khiển coi nhá. Với chủ đề cực kỳ xịn luôn. Qua cơn mê. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ đặt hàng cứ gọi trực tiếp cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 coi nhá. Một trong hai số thì các bác gọi cho em bất kể số nào cũng được, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội các bác nhá. Loa cao ở đây là loa cao 27, rộng là 15.5 và sâu là 23.5. Còn cục sâu là 33.5 là tính kịch volume, cao là 15 và rộng là 21.5. Đấy, thì đấy là về kích thước của sản phẩm các bác nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. À đây. Loa về đầy đủ căng các bác nhá. Đấy, chưa căng. Vâng, xin chào các bác.